tiên Tuấn tới một cái set mọi người đã đầu tư vô nó rất là nhiều, từ cái việc là dựng hoàn toàn lại cái set đó luôn. Ở cái thành phố này, cái bối cảnh mà về những cái xóm lao động với những nhà cấp 4 rất nhiều, nhưng mà tôi quyết định muốn xây dựng lên một cái căn nhà mới. Tôi muốn nó phải ở trong một cái nghèo, nó đều có cái thơ của nó. Vô là mình cảm thấy hứng thú để mình ở trong cái bối cảnh đó để mình quay. Cái căn nhà này nó nằm ở trong một cái view phải rất là đẹp. Tại vì câu chuyện của tôi, cái bối cảnh này sau này phải bán cái căn nhà đó để có tiền, thì giá trị của căn nhà của cấp 4 nó phải có mức độ số tiền nó như thế nào. Chính vì vậy tôi chọn nó phải có một cái view đẹp. Mình khoái là nó có một cái sự đối lập, một bên như thế này và một bên nó quá là xa hoa, cái cảnh vật ở đó. Bởi vì làm gì làm mình cũng thích lội ruộng, thích bắt cá đồ này nọ mà. Tôi nghĩ rằng trong một cái bộ phim á, khi mà mình đóng ở một cái ngôi nhà, cho mình một cái cảm giác như là mình là khách á, thì mình sẽ không có lột tả được cái linh hồn của cái xóm đó. Quay gần hơn mười mấy ngày, và trước đó nữa là gần cả một tháng trời mọi người sống ở trong đó. Mọi thứ đều rất là thật, rất là đời, thì cũng tạo cho diễn viên rất là nhiều cái cảm xúc. Từng góc ngách ở trong cái nhà đó, từ cái giường, những cái bàn, rồi cái bàn thờ, nó cho mình một cái cảm giác là à, hình như cái nhân vật này đã ở trong cái ngôi nhà đó từ nhỏ rồi. Tạo cho Tuấn rất là nhiều cái cảm xúc, đặc biệt hơn làm cho Tuấn một cái cảm giác rất là thân quen. 30 tháng 8 này hãy đón xem bộ phim đầu tay của Trung Lùng. Mời quý vị khán giả đến rạp. Vui lắm á? Không, xịn lắm á? Cảm ơn tất cả mọi người nha.